Dương 18 không tốt, huyết áp tăng nhanh, tim đập quá nhanh, có nguy cơ tử vong bất cứ lúc nào. Bác sĩ đâu, gọi bác sĩ đâu nhanh. Dương số 18 nguy kịch. Anh trai chắc nghe được lời của y tá, giọng nói bất ổn. Em sao thế, có ai hợp tác với em để diễn à? Thẩm Ly, nói chuyện với tôi. Không được làm anh trai sợ, có nghe không? Không nói thì đưa điện thoại cho vệ sĩ. Tôi muốn nghe họ nói. Ngay lập tức. Tôi sắp chết rồi, muốn về nước phẫu thuật. Nhưng anh trai lại tìm mọi cách cản trở tôi về nước. Chỉ vì tôi là ánh trăng sáng của Tổng Giám Đốc Bá Đạo. Anh ta tin rằng ánh trăng sáng về nước, Tổng Giám Đốc Bá Đạo chắc chắn sẽ bỏ người thế thân. Anh ta là đứa liếm chân của người thế thân. Thật buồn cười, tôi sắp chết rồi. Ông ta vẫn tin chắc rằng tôi đang diễn. Trái tim tôi đã hoàn toàn hoang tàn. Còn gì để nói nữa. Giao cho vệ sĩ, để vệ sĩ bịa đặt. Nói với cô ta rằng tôi không bệnh sao. Đau đớn nhất chính là đau lòng. Tôi thật sự không muốn trở thành nữ chính của tiểu thuyết tăng thương, nhưng số phận đã không ban tặng cho tôi một chút thương hại nào. Đợi đã, hình như anh tôi vừa nói trong điện thoại rằng Hạ Cẩn Ngôn bỏ giờ lễ cưới, bỏ lại Tô Nam. Tất cả mọi người đều không giữ được anh ta. Đây thực sự không phải là ảo giác của tôi chứ? Lúc này, âm thanh của trợ lý anh trai tôi lờ mờ truyền đến từ đầu dây bên. Đại thiếu gia Hạ Cẩn Ngôn xuất ngoại rồi. Ông cụ Hạ chỉ thị cho mấy chục vệ sĩ chặn cô ta ở sân bay, nhưng đều không cản được. Anh ta như một con thú dữ đột nhiên phát điên. Thần thì giết thần, Phật thì giết Phật. Chưa từng thấy một người đàn ông đáng sợ như vậy. Ngoài ra em vừa nhận được tin, Hạ Cẩn Ngôn chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn với tiểu thư Tô Nam. Cho dù không có cuộc điện thoại của đại tiểu thư, Hạ Cẩn Ngôn cũng sẽ không nói ra ba chữ anh đồng ý. Anh ta tự mình tham gia. Ban đầu định phát một đoạn video tại hiện trường đám cưới Tô Nam. Đoạn video đó đã được gửi vào điện thoại của cô rồi. Phát cái gì sẽ có thể hủy hoại Tô Nam đây? Tôi tò mò quá, xem Hạ Cẩn Ngôn có thực sự đến đón tôi về nước không. Nhưng có vẻ như đã quá muộn rồi. Tôi thấy rất nhiều bác sĩ đang chạy đến chỗ tôi, nhưng tầm nhìn của tôi ngày càng tối đen, trời càng lúc càng tối. Long Thẩm Hạ bỗng dưng hoảng hốt, điện thoại không còn nghe thấy tiếng em gái nữa, chỉ còn lại tiếng bác sĩ nói mau mau đưa vào phòng cấp cứu. Giọng nói đó không giống giả, chẳng lẽ anh Ly thật sự sắp chết sao? Thẩm Hạ muốn gọi điện thoại xác nhận lại với vệ sĩ, nhưng rất nhanh sau đó cơn tức giận đã bao trùm. Anh xem một đoạn video, tức đến độ muốn ra tay giết chết Hoắc Cẩm Ngôn ngay tại chỗ. Được lắm Hoắc Cẩm Ngôn, thủ đoạn cao siêu. Ngươi dám nhục mạ em gái Thẩm Hạo này của ta như vậy sao? Nếu thực sự để anh ta phát đoạn video này trong lễ cưới, Tô Nam sau này còn sống thế nào được? Cô ta đâu phải muốn cưới Tô Nam, rõ ràng là muốn đẩy Tô Nam vào địa ngục rồi. Người máu lạnh vô tình này, có phải trong mắt cô ta chỉ chứa mỗi Tiểu Ly không? Dù là vậy, ta tuyệt đối không cho phép ngươi mang Tiểu Ly về nước, để Tô Nam rơi vào thế khó khăn hơn. Thẩm Hạo tức giận đến cực điểm nên gọi một cuộc điện thoại. Quý Phong, giúp ta một chuyện. Hoắc Cẩm Ngôn đã ra nước ngoài rồi. Ta muốn ngươi động viên tất cả các mối quan hệ và phương tiện có thể động viên được. Ngăn cản Hoắc Cẩm Ngôn đón Tiểu Ly về nước. Ta muốn ngươi cản trở hai người đó ở ngay cửa khẩu. Ta biết nhà ngươi có khả năng đó. Quy Nha, nếu ta nhớ không lầm thì Tiểu Ly mới là em gái ruột của ngươi. Đã như vậy, nếu Hoắc Cẩm Ngôn nguyện ý ra nước ngoài vậy thì cứ để họ tọa nguyện đi. Một Tô Nam nào có thể so sánh với em gái ruột của quan ngươi? Quan trọng hơn là anh không hiểu, từ nhỏ đã được đáp ứng đủ mọi thứ cô ta muốn. Nhưng Tô Nam chưa bao giờ tranh giành, dù có ấm ức cũng không cãi lại Tiêu Ly. Vì tình yêu mà bất chấp làm thế thân cho Hoắc Cẩm Ngôn, cô ấy đã tủi thân đến vậy rồi. Tiêu Ly vẫn muốn gây chuyện, một cú điện thoại đã gọi Hoắc Cẩm Ngôn ra nước ngoài. Tôi đã cảnh cáo cô ta 3-4 lần, cô ta vẫn cố tình không nghe. Vừa nãy còn giả bộ bệnh nặng với tôi. Tiêu Ly bị bệnh rồi sao? Diễn đây, anh chắc chắn chứ? Nếu thật thì sao? Trước tiên anh phải làm rõ đã. Đừng có đến lúc đó đứng ôm hũ cho hối hận. Tôi nghe nói Hoắc Cẩm Ngôn để được ra nước ngoài, một mình đầu tay đôi với hơn 20 vệ sĩ, giết chóc kinh hoàng ở sân bay. Nếu Tiêu Ly không thực sự xảy ra chuyện gì, cô ta có thể điên cuồng như vậy sao? Kỹ năng diễn xuất của Tiêu Ly thì đến tôi còn suýt thì tin rồi. Huống hồ là Hoắc Cẩm Ngôn, chờ đến khi cô ta sẽ biết thôi. Tiêu Ly căn bản không hề bị bệnh. Lúc này Tiêu Ly chắc chắn đang nằm trên ghế sofa trong biệt thự nước ngoài, ăn bồng ngô, xem phim môn tình, cười ha hả với bạn bè. Khoảng sức hấp dẫn của bệnh nguyệt quang mạnh mẽ, trong lòng cô ta vẫn không yên tâm. Cầu xin xong, Quý Phong vẫn gọi điện cho vệ sĩ. Bây giờ Tiêu Ly đang ở đâu? Vừa rồi tại sao lại có tiếng y tá hoảng loạn gọi? Vệ sĩ nhìn chằm chằm vào cánh cửa lớn đóng kín của phòng cấp cứu. Tiểu thư, cô ấy sao rồi? Cô ấy đang làm diễn viên quần chúng cho bệnh viện, diễn vai một bệnh nhân sắp chết. Nỗi lo lắng trong lòng Thẩm Hạo trong nháy mắt biến thành cơn thịnh nộ lớn hơn. Được lắm, tốt lắm. Tô Nam bị cô ta hại suýt nhảy lầu. Cô ta còn có tâm trạng diễn với tôi sao? Cô ta muốn diễn thì cả đời này tôi sẽ không để cô ta trở về nước. Chết cũng không để cô ta về nước. Lần thứ hai tỉnh lại, tôi phát hiện mình đang nằm trên máy bay, đeo mặt nạ dưỡng khí, xung quanh toàn là các thiết bị y tế. Có người đang nắm tay tôi, nắm rất chặt. Như thế không nắm chặt như vậy, tôi sẽ bị tử thần mang đi. Còn có người đang báo cáo với anh ta. Thiếu gia họ Hứa, sân bay bên kia không cho máy bay hạ cánh. Bất kỳ sân bay trong nước nào cũng không thể cho phép chiếc máy bay tư nhân này hạ cánh. Thấy chúng ta bay về đường cũ, bây giờ bay về đường cũ chẳng phải là muốn tiểu thư họ Thẩm chết sao? Lúc đầu chúng ta vừa đến nước ngoài đón tiểu thư họ Thẩm, bác sĩ đã nói mạng cô ấy đã ngàn cân treo, có thể chết bất cứ lúc nào trên đường đi. Anh mạo hiểm cá cược với tử thần, mới hạ quyết tâm đưa tiểu thư họ Thẩm lên máy bay. Trước khi lên máy bay đã 3 lần xác nhận với bác sĩ máy bay vừa hạ cánh sẽ đưa tiểu thư đến bệnh viện phẫu thuật. Bây giờ phải làm sao đây? Nghe nói không cho hạ cánh, là anh trai ruột của Thẩm. Hạ nhờ quan hệ với cơ trưởng, sao anh ta lại độc ác đến vậy? Anh ta làm vậy và tự tay giết muội muội của mình khác nhau ở chỗ nào? Một giọt lệ lặng lẽ rơi khỏi khóe mắt tôi. Tôi yếu ớt mở miệng. Hoắc Cẩm Ngôn, là anh sao? Tiểu Ly, em tỉnh rồi. Đừng sợ, chúng ta đang trên chuyến bay về nước rồi. Em sẽ không sao đâu. Đừng lừa em. Em đã nghe thấy hết rồi, anh trai không cho em về nước. Em sắp chết rồi, phải không? Không, anh đảm bảo. Anh trai em không biết tôi đâu. Anh ấy tưởng rằng mình có thể ngăn cản tôi, nhưng mà anh từng nói, từ lúc em bước ra khỏi đất nước này thì anh coi như em đã chết rồi. Sao bây giờ anh lại tới đưa em về? Hoắc Cẩm Ngôn giơ tay tát mạnh một cái vào mặt mình. Tiểu Ly, xin lỗi em.
lòng tự trọng và tự tôn của anh để tôi nhẫn tâm không ra nước ngoài tìm anh. Bây giờ tôi hối hận rồi, tôi hối hận đến ruột gan đứt từng. Tôi không nên nói những lời nhẫn tâm như thế với em. Bây giờ tôi mới biết rằng sự kiêu ngạo và lòng tự trọng của tôi trở nên vô giá trị trước việc mất em. Tôi không trách anh nữa. Chính tôi là người muốn ra nước ngoài. Nghe nói sau khi tôi ra nước ngoài, anh đã coi Tô Nam là người thay thế tôi. Tôi hận chết anh mất. Mọi người đều nói tôi là mối tình đích thực của anh, nhưng tôi chẳng có cảm nhận gì cả. Nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn anh. Cảm ơn anh vì khi tôi cô đơn và vô vọng nhất, đã sang nước ngoài đón tôi, để tôi có thể chết trên bầu trời Tổ quốc. Hắc Cẩn Ngôn dường như muốn nói điều gì đó, nhưng lại thôi. Anh cúi xuống, trên trán tôi nhẹ nhàng in xuống một nụ hôn. Cố lên nhé Tiểu Ly. Nhưng tôi không thể cố nữa rồi. Tôi đã sớm không thể cố được nữa rồi. Ngày nào tôi cũng gọi điện cho anh trai, nói rằng tôi bị bệnh sắp chết. Tôi muốn về nước nhưng anh ấy cứ không tin. Tôi chỉ còn một mình nằm trơ trọi trên giường bệnh ở nước ngoài, đau đớn đến mức chịu không nổi. Tôi đã nghĩ rằng thôi thì cứ thế này đi, cứ thế mà chết ở nơi đất khách quê người. Khi anh trai tôi cuối cùng cũng nhớ đến tôi, chỉ còn có thể ôm hũ cho cốt của tôi mà khóc. Nhưng tôi không cam tâm. Ai thèm cô ta ôm hũ cho cốt của tôi mà khóc? Cho dù cô ta khóc đến chết đi, tôi cũng không thể sống lại được. Tất cả điều này đối với tôi có ý nghĩa gì? Mỗi ngày tôi đều thầm tự động viên mình, Thẩm Ly, cố gắng lên. Cậu không thể trở thành nữ chính của một câu chuyện bi đát. Trên thế giới này rẻ mạt nhất là lời xin lỗi và tình yêu đến muộn. Cậu không chỉ phải sống, mà còn phải sống thoải mái tự do. Về rồi, đánh cho bố và anh trai tôi thật đau. Cào sức mặt mẹ con Tô Nam, quét sạch cả đám ra khỏi nhà, không bao giờ cho phép chúng đụng vào đồ của mẹ tôi. Hứa Cẩn Ngôn, tôi hình như thấy mẹ mình rồi. Bà ấy đang đưa tay về phía tôi. Tôi cố gắng giơ tay lên, muốn nắm lấy tay mẹ. Con có mẹ như bát vàng. Tôi nhớ mẹ quá. Hứa Cẩn Ngôn luống cuống, vội vàng nắm tay tôi, cầm điện thoại gọi điện. Không biết gọi cho ai, cậu dùng cách nào cũng được. Tôi muốn máy bay hạ cánh ngay lập tức. Nếu vợ tôi có mệnh hệ nào, cả đời này cậu đừng hòng lấy vợ sinh con. Vợ tôi còn có thể là ai? Tất nhiên là Thẩm Ly. 18 tuổi tôi đã trao xính lễ cho cô ấy. Cậu lại không biết sao? Đừng có vòng vo nữa, mau nghĩ cách giúp tôi. Cô ấy không thể gắng gượng được nữa rồi. Cô ấy mà chết, tôi cũng không sống. Giọng nói từ mạnh mẽ trở nên bất lực. Tôi chưa từng thấy Hứa Cẩn Ngôn như vậy, như thể thế giới của anh ta sắp sụp đổ. Khoan nào, vợ là 18 tuổi trao xính lễ cho tôi là sao? Sao tôi không biết vậy? Tôi không muốn chết, hãy là một kẻ ngốc. Trước khi chết tôi nhất định hỏi cho ra nhẽ. Hoắc Cẩm Nghiên nhìn tôi, mắt đỏ ngầu, không muốn no hơn. Lúc đó, trợ lý bước tới. Cô Thẩm, cô lại biết rồi còn hỏi. Bạn không thể làm vậy vì thiếu gia thích bạn. Cứ bắt nạt cô ấy như thế này. Rõ ràng là bạn là người tán tỉnh đầu tiên. Người ta nói ai tán tỉnh trước, bạn bỏ chạy sau khi tán tỉnh. Kiêm tiêu xái xả. Thay vào đó, cậu chủ trẻ của tôi đã yêu. Tình yêu mệt mỏi. Im lặng nào. Cậu xa không? Cậu không để tôi nói thì tôi vẫn phải nói. Cô Thẩm đã thế này rồi, nếu không nói, bạn sẽ không bao giờ có cơ hội để nói.